Cho em xin chào tất cả anh em mình ha. Cho em chào tất cả bà con trên miền Tây Quốc nha bà con. Cho em lên tiếp cho anh em cũng như bà con cô bác mình là con cua ta. Ra 75-2. Này nhờ anh em cũng như bà con cô bác mình tham khảo em. Cái máy này thì phải nói em nghe tiếng chạy là em mê liền luôn cái máy này. Cái máy chạy quá tịch. Nhưng mà nó thiếu cái áo gió của hổng em quên. Em còn dư nguyên bộ áo gió cái chú kia ông xin cái mình cho rồi cuối cùng cái máy nhà thì không có. Bữa đó mình gửi về đâu chuyển. Bữa đó mình gửi đi dùng cái nhớt. Tự nhiên người ta hỏi Thắng ơi còn cái áo gió của cái ga 75 này không? Em dám lại anh tặng nguyên ra bộ áo gió luôn anh em. Mà ốc đầy đủ luôn chứ. Mà mấy nhà thì không có. Trời ơi. Đúng là bởi nhiều khi em khùng khùng thiệt mà. Bây giờ thêm cái mấy nhà thì giờ có mấy mà không có áo gió. Mà thật sự nếu anh em nào không có quan trọng cái bề ngoài em thì cái máy này nó cực kỳ đã anh em ơi. Toyota ga 75 này. Tiếng nó chắc nịch luôn. Nhà con tắt cái đi chị, tắt cái bác quay ngoại hình cho bà con mình nghe. Không ơi em nghe điện thoại mà anh em Phúc. Anh đổi qua điện thoại kia đó. Điện thoại kia bây giờ em quay phim hết được anh em ơi. Tính tối nay ôm giờ để mà năn nỉ nó xin tiền mua cái điện thoại mà. Hồi nãy nói trắng như cái đùi nhỏ hàng xóm thấy tối nay em xong phim em ơi, dễ dâu xin được nữa rồi. Kêu qua nhỏ hàng xóm xin tiền cái này chắc khoái dữ rồi. Cái này anh em nhìn kết nước rồi nè. Trời phải cái chân rồi mà còn cái áo gió gắn vô một cái nó tới nách anh em ơi. Tới công chuyện luôn mà mấy. Cái này nó đẹp. Kinh khủng luôn trời. Em không biết diễn tả sao luôn kết nước nó đẹp. Còn máy thì nó chốc mất sơ một vài điểm rồi nè. Này này. Còn máy thì này thì em bao ghi anh em nha. Bông bóng nhớt nó gì nè. Cái bao nhớt nó còn trong vắt gì đó. Anh em nhìn hai ngóc chỗ cái cụm bét này. Nói chung là nó ghim tất tần tật. Mà em cũng không biết nói gì hơn. Nhưng mà em này là em bao ghim cho anh em. Nhờ con mở cái thùng dầu ra giùm mình đúng không ơi. Cái nước thì nó không còn nước xanh nha. Cái lược nó dày vậy anh em ơi. Cái thùng dầu thì nó khá đẹp thôi chứ nó không phải đẹp nhiều, khá đẹp hơn nha. Cái này hết dám ví dụ giống cái đùi ngon hàng xóm nữa kìa. Vô rồi, đi lên trước rồi. Cái này nó nghe một giờ lần chắc nó đuổi em đi khỏi nhà luôn quá. Đi lên trước rồi. Đi lên trước chưa? Đi rồi. Đi rồi ha. Bây giờ bác quay đây đứa nào canh cửa đi. Đi canh cửa đi em tiền. Đứa nào mà bố có ra thì cứ la làng lên út ra. Nhờ con nhắc tới giùm mình quá quay. Bởi lén phén gì vậy, bởi nghe vợ ra cái nó sợ vô duyên thiệt chứ. Cái máy thì nó nguyên zin gì nên nè, rất là đẹp. Một số CV của máy này là 012 245. Cái này ra 75. Máy rất đẹp mà chỉ có cái bô này nó xấu nè. Cái bô này thì em có, nếu mà anh em nào không lấy cái bô mẫu cái này ha, thì em có cái bô lô mới nha anh em. Có một cái bô mẫu mới của mình là nó không phải bô gin này nhưng nó quay lên nhìn nó đẹp. Nhưng mà cái này là cái gin của nó nè. Anh em muốn lấy cái bô kia thì em sẽ đổi cái bô kia cho anh em mình ha. Hoặc là cái này mình quay sao cho nhìn thấy, nói chung cái kiểu này thì cũng được mà nó nhìn nó hơi mất thẩm mỹ. Cái này nó dòm nó tự nhiên cái họng này quay dòm em tự nhiên ghê ghê vậy ta. Mày dạ. Giờ đau quá. Thôi bỏ xuống đi con ơi. Nên nó được nó nghinh với em nữa chứ. Rồi nhờ con test hàng cho bà con cô bác mình đây. Hả? Con vô nghe đi thầy. Con hỏi anh Phay gọi vô. Rồi bác em có gì không?
quá anh em. Mấy em khen cái máy này, nó chạy rất là im, nhưng mà chỉ có điều là nó hiếu cái áo này. Cái áo này tự nhiên cái em cho khách hàng nó tiêu cho không luôn á. Thì khách hàng nói chung người ta cũng có mua em một cái máy như vậy, nhưng mà bán giá là với cái giá máy không có cái này. Rồi khách nào hỏi có không, có cho luôn à. Đưa ra miếng khói luôn đố mày đó, đố mày đó. Em không có tay quay chà bá nó tắt em gõ nó có bóp liền. Đó cho nó u đầu nó làm cho nó biết. Em biết thế nào tối nay em cũng bây giờ em quánh rồi. Giờ em quánh nó trước. Tại vì mấy cái máy này mà giờ em mới quánh nha. Em kiếm chỗ chứa anh đi nha, để ngày mai mà ra con mắt anh nó nâu xanh dần cho là rồi cũng hiểu rồi đó. Ý là tối ngày em ở nhà sau không, mà bây giờ em không dám cho anh chết. Chắc anh nhìn thấy cái mặt anh gian quá rồi trước các em đi theo người ta luôn. Rồi em muốn xin báo giá bà con cô bác mà luôn ha. Tắt đi con trai cua ta ra 75 này, hôm nay em xả hàng cho anh em tính anh em mình 5.9 nè. À, phí ship có mấy này em tính anh em là 450 nha. Anh em nào làm được hú em nha. Anh xin nhắc lại lần nữa nha. Cua ta ra 75 này em bán anh em là 5.9. Phí ship 450. Anh em nào làm được ơi em. Còn anh em nào muốn mà đổi bô hay gì ha thì alo em nha. Hoặc là hạ cái bô quay lên thì anh nhờ thợ em phụng với thừa gì quay cái bô lên cho anh em mình. Chào tạm biệt anh em.